Hello quý anh chị à, hôm nay nhạc cụ Lê Huy gửi tới quý anh chị cây guitar classic của Yamaha. Model của nó là No G80 Nippon Gakki. Cái này thì mình thấy là cái dòng nó là dòng tem cổ xưa, nó chữ và cái nền tem của nó là màu vàng, và cái tem của nó cũng màu vàng luôn. No G80 nha mọi người. Nó có cái mộc nhỏ phía trên, mộc kiểm định chất lượng đó, đây nè, gốc. Thì cây này thì tình trạng là nguyên bản, rất là đẹp mọi người. Cây này rất là đẹp và nó lên cái màu gỗ của nó lên nước rồi, rất là đẹp luôn nè. Mọi người thấy nó bóng nè. Mình chỉ lấy cana thôi, mình chùi tay thôi chứ không có chùi máy luôn á. Chùi tay thôi, chùi sơ thôi là nó lên nước. Rất là đẹp. Cái này nó quá đẹp. Đây là nguyên bản hết nha mà anh chị. Tớp rất là sạch luôn, sạch đẹp luôn. Cái tem của nó bên trong kết cấu cũng cái đàn cũng còn sạch lắm mọi người, sạch sẽ à, phần viền lỗ thoát âm cũng rất là đẹp. Ngựa thì ngựa zin, mọi người thấy phần gỗ của nó đẹp không, rất đẹp ha. À, dây này dây 1, dây 2, dây 3 thì của đàn luôn, còn dây 4, dây 5, dây 6 thì mình đã thay rồi à, mọi người thấy cái gỗ của nó bên hông à. Đẹp. Có cần đây, có cần là nguyên bản nha mọi người, nguyên zin chưa có dán keo lại, khá là đẹp. Nó lên rất là đẹp, lên màu hồng đàn này là mình vệ sinh nó sẽ bóng ra, chùi nó sẽ bóng ra nữa. Phần đáy, phần hông cần, bán cần sạch sẽ, không có vết cấn nào luôn á mọi người. Và cái này bộ khóa nó rất là đẹp nha, còn rất là mới luôn. Mình vừa xịt miếng dầu vô đây cho nó nhẹ đó, cái khóa vặn nó nhẹ tại lâu rồi mọi người, chắc có thể là lâu rồi người ta không có vặn đó nên nó hơi gắt, mình vừa xịt vào thôi. Và cái chữ Yamaha lên cái đầu đàn nè, người ta hay kêu là đầu củ tỏi á mọi người. Đây là lược zin luôn, khá là đẹp. Mọi người thấy mình chùi nó sẽ sạch lên liền thôi. Cái này là cái lược, cái ngựa của nó còn cao lắm mọi người, nó còn hạ xuống rất là nhiều, còn hạ xuống nhiều lần lắm, nên mình để nguyên bản luôn. Anh chị mua về có thể tự mình hạ cũng được, còn rất là cao luôn. Nó đang ở mức 6 rồi, mặc dù cái lượt này còn khá là cao nè, còn hạ được nhiều lắm, nhưng mà cái action nó rất là tốt nè. Âm thanh của Yamaha thì rất là hay, những cái dòng cổ này cũng rất là hay luôn mọi người. No G80 ha. Bây giờ dòng đời cũng những cái dòng cuối của cái dòng No G khá là đẹp. Cái này quá đẹp. Cái này anh chị mua sưu tầm rất là tốt, giá chưa tới 2 triệu mọi người. Cái này thì mình chỉ giá là 1,8 triệu, bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, mọi người nhìn kỹ ha, kỹ chi tiết của cái đàn. Mình ở xa mình không có chạm được, không có trực tiếp được thì mình cứ nhìn qua cái camera. Qua điện thoại thì hình ảnh có thể nó rõ nhưng mà âm thanh có thể nó bị méo đi nha mọi người. Nên cái phần thử âm thanh nó chỉ là tương đối thôi. Mình chùi nó sẽ ra sạch sẽ. Rồi mình sẽ test sơ âm thanh nha mọi người ha. Mọi người cứ nghe. Rất là vang không người ha.
ngăn đàn thì ngăn phím này rất là rõ ràng đó mọi người. Thì mặc dù cái accent của nó đang là zin nguyên bản luôn, mình vẫn để cái lượt rất là cao nè. Accent nó đang ở mức 6 luôn, ở chuẩn luôn. Thì âm thanh rất là tốt, rất là hay, bấm cũng nhẹ tay chứ không có nặng. Bộ gỗ này rất là đẹp luôn. Cây này thì mình sẽ giao lưu với mọi anh chị giá là 1.800.000, bao phí ship toàn quốc nha mọi người. Mọi người có thể kết bạn Zalo để mà mình xem ảnh chi tiết của cây đàn ha. Bên mình chỉ ship code khi nhận cọc thôi mọi người. Mọi người thông cảm vấn đề đó ha. Mọi người cọc từ 300.000 ha cũng được. Thì bên mình sẽ được kiểm tra đàn trước khi thanh toán với shipper. Đây, cây đàn rất là đẹp. Mọi người nhìn kỹ ngoại hình nữa ha. Đây là cây Yamaha No G80 Nippon Gaki. Mộc cổ nè, mộc cổ xưa. Những cái này thì phải trên 50 tuổi đó mọi người. Rất là đẹp. Người ta sản xuất rất là kỹ tỉ mỉ, rất là chất lượng luôn. Và người dùng cũng rất là kỹ luôn. Cái đàn còn rất là đẹp. Phím thép sáng nè mọi người. Phím gỗ mọi người thấy rõ là cái vết dơ của nó ha. Vệ sinh là mình sẽ rất là sạch luôn á. Đây là đầu củ tỏi, đầu cổ. Khá là đẹp á mọi người, còn khá là đẹp chữ Yamaha, Yamaha rất là rõ nè. Nguyên bản hết. Bộ khóa còn mới luôn. Những cái nốt về ngăn 3 5 7 9 12 cũng còn rõ sáng, và đặc biệt là gốc cần nó còn nguyên bản zin luôn. Bộ gỗ rất là đẹp, mình rất là thích bộ gỗ này. Khá là đẹp, tớp rất là đẹp. Rồi cây này chỉ giá 1.800.000 thôi nha mọi người. Rất là to. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh Nhạc Cụ Lê Huy. Chúc tất cả sức khỏe.